Đốc coi tăng giá khi mút nói Tesla có thể chấp nhận thanh toán. Giá đốc coi tăng mạnh sau khi Elon Musk cho biết trên Twitter rằng tiền số này có thể được sử dụng để mua một số sản phẩm của Tesla. Trên coi market cap tính đến 16 giờ 15 phút chiều nay, đồng tiền kỹ thuật số này được giao dịch quanh mốc 0,19 USD, tăng gần 13,5% trong vòng 24 giờ qua. So với ngày ảm đạm của nhiều đồng tiền số lớn khác như Bitcoin, Ether hay Solana, đây là diễn biến nổi bật. Đốc coi tăng mạnh hôm nay sau khi CEO Tesla Elon Musk nói trên Twitter rằng nó có thể được sử dụng để mua hàng hóa của công ty này. Theo website của Tesla, các sản phẩm như còi be và xe điện trẻ em qua Forkit có thể được mua bằng tiền số này. Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, Musk cũng đã tờ quyết rằng sẽ chấp nhận thử nghiệm nhận thanh toán một số sản phẩm của Tesla bằng Dogecoin. Elon Musk là người thường xuyên cổ vũ đồng coi trên phương tiện truyền thông xã hội với hàng loạt động thái ám chỉ về đồng tiền này trong thời gian qua. Ngoài ra, nhiều báo cáo gần đây chỉ ra rằng mã nguồn trên trang web của Tesla đã bổ sung tùy chọn thanh toán bằng Dogecoin. Billy market người đồng sáng lập Dogecoin, hôm 14 tháng 1 còn đăng trên Twitter một hình ảnh cho thấy sản phẩm còi Tesla, Behile, được niêm yết với giá 300 Dogecoin. Dogecoin, một me me coi lấy cảm hứng từ giống chó Hiba Inu, Nhật Bản, ra đời vào năm 2013. Trong 7 ngày qua, Đốc coi đã tăng hơn 26,5%, đạt vốn hóa hơn 26 tỷ USD, đứng thứ 11 trong về quy mô vốn hóa của các đồng tiền số.